Chào thầy. Thầy hoan hỉ cho con được hỏi ạ. Con ăn chay mà con có mẹ già. Bữa ăn con phải lấy thức ăn là thịt cho mẹ ăn thì con có bị tổn phước không ạ? Cái này thì cũng tùy duyên đi. Chúng ta cũng phải thấy nếu mà mẹ già, mẹ bệnh, mẹ gì, mẹ không thể gắp được thức ăn hay là không biết chỗ nào mà gắp nữa chẳng hạn. Thì mình cũng có thể, tuy mình ăn chay trường nhưng có thể đồ ăn sẵn ở trong gì trong mâm cơm mình có thể vẫn dùng cái đầu đũa kia của mình á để gắp cho mẹ, hay dùng một đôi đũa khác để gắp cho cha cho mẹ mình. Đó là gì? Đó là cái sự tận hiếu, tận trung vậy. Chúng ta biết lịch sử của chùa Từ Hiếu ở cố đô Huế chưa? Vị thiền sư ở cái khai sơn cái ngôi chùa Từ Hiếu đó, ngày xưa ngài mẹ ngài sinh ngài ra, mẹ ngài sinh duy nhất được ngài, cũng không thể nói đến cha ngài, không biết là sinh ngài ra thì cha ngài mất hay là gì, hay là mẹ ngài không lấy chồng nhưng mà gì? Tự sinh ngài ra, cái đó thì không thể nói tới, tôi không thể nói tới hoặc là tôi chưa đọc thấy cái tư liệu đó, nhưng ý nghĩa là ý nói là nhà có hai mẹ con. Có thể là do cha mất sớm hoặc là một cái lý do đặc biệt nào đó mà có hai mẹ con chung sống với nhau. Lớn lên một chút á, thì ngài rất có duyên với Phật và mộ Phật, thường vào chùa học Phật và làm công quả. Năm ngoài 10 tuổi thì ngài xuất gia theo sư phụ và đã được cạo tóc thọ giới Sa Di. Năm 17 18 tuổi gì đó được thọ giới làm gì, lên sư bác đó, là Sa Di tức lên sư bác đó. Và mẹ ngài thì trong cái khoảng thời gian ngài thọ giới sư bác là một thời gian chưa bao lâu đó, thì mẹ ngài bị mắc bệnh rất nặng, tự nhiên là mắt mẹ của ngài á bị mờ và thậm chí là bị mù, không nhìn thấy đường để đi nữa. Chúng ta biết ở cái hoàn cảnh đó, nhà có hai mẹ con trai đi tu rồi còn gì, còn mình mẹ ở nhà, mà bây giờ mẹ lại bị bạo bệnh và bị còn bị mù mắt nữa, mà mù mắt thì có thấy đường đi nữa không? Không thấy đường đi nữa. Có thể tự sinh hoạt được không? Chắc chắn không thể tự sinh hoạt cá nhân khi mà gì không có người giúp đỡ, không thể nấu cơm, không thể thấy thức ăn và không thể thấy đường đi, vân vân, không thể tự mình ăn uống được, làm lụng các công việc gì, như một người bình thường khác được. Cho nên bây giờ vị Sa Di kia lên xin với sư phụ của mình, hỏi rằng bạch sư phụ, là người xuất gia có thể gì báo hiếu cha mẹ không? Sư phụ nói rằng có, người xuất gia có thể báo hiếu cha mẹ, và ở trong một điều kiện hoàn cảnh đặc biệt nào đó thì người xuất gia thì phải báo hiếu cha mẹ, chứ không thể thì có thể mà chỉ còn phải báo hiếu cha mẹ ở trong một cái điều kiện hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Và đây chính là trường hợp đặc biệt. Và ngài Từ Hiếu chỉ nghe gì, vì sư bác đã nghe thấy sư phụ mình nói như vậy liền là gì, xin với sư phụ vậy thì con xin sư phụ một thời gian cho con thì không xả giới, tức là không xả giới Sa Di đó, tức là con vẫn còn là sư bác, nhưng xin sư phụ cho con một thời gian không làm công quả, không tu tập ở trong chùa, cho con được về nhà để gì, để chăm sóc báo hiếu cho mẹ con, vì mẹ con đang bị bạo bệnh, hai mắt đã mù hẳn và không có ai giúp đỡ. Họ hàng thì họ cũng chỉ có giúp đỡ được gì một thời gian ngắn, rồi bây giờ không muốn ai giúp đỡ nữa, và con là người đứa con duy nhất, xin sư phụ là cho con gì về để báo hiếu cho gì cho thân mẫu. Và sư phụ rất hoan hỷ đồng ý cho ngài về. Và ngài về gì, ngài khi về thì ngài không phải là một gì một sư bác bình thường ở trong chùa, thì ai đến thì ai đến nhìn thấy cũng A Di Đà Phật, con gì con bạch bác ạ. Nhưng bây giờ ngài về nhà thì lại không thể nào như ngày xưa được nữa. Cho nên á, ngài về nhà tuy là gì là không xả giới, vẫn còn gì còn cạo tóc, mặc cà sa tấm mạng ở trên mình, nhưng ngài đi làm những công việc như những người nông dân bình thường khác, những đứa con bình thường khác, đó là vẫn đi cuốc, đi cày, đi cấy và đi đi làm lụng công việc để lấy cơm, để kiếm cơm nuôi mẹ. Trải qua mấy năm như vậy, ngài không có gì, tuy là ngày
thì đi làm đó, những đêm về không thời nào lại bỏ gì, bỏ công phu lễ tục, tức là không có bỏ cái bất cứ cái thời công phu lễ tục nào, tức là công phu tức là cái thời ngồi thiền và tụng kinh niệm Phật đó, ngài vẫn không bỏ, sáng tối vẫn gì đều đặn như vậy, chỉ có ban ngày gì? Đi làm kiếm tiền và chăm sóc mẹ, tranh thủ về làm gần nhà thôi để chăm sóc mẹ. Mấy năm như vậy, một hôm mẹ ngài nói với con là gì? Mẹ rất thích ăn gì? Một bữa canh cá. Mà cá thì phải ăn cá tươi. Rất thích ăn canh cá, nhưng phải ăn gì? Ăn cá tươi cơ. Nghe mẹ nói như vậy, cái vị sư bác đó này cũng suy nghĩ, cũng đắn đo. Nay nếu mà cho mẹ ăn canh cá, mà là cá tươi nữa, tức là gì? Tức là phải sát sinh. Mà chốt lại mẹ là còn thêm là gì? Mẹ muốn ăn gì? Ăn cái bát canh do đích thân con gì? Con làm và con nấu. Càng gì? Đẩy cái vị sa di này vào một cái thế gì? Thì rất khó. Thích ăn canh cá, cá lại phải cá tươi, mà là do đích thân con làm và con nấu, chứ không phải là gì? Người khác nấu, người khác làm. Nếu người khác làm mà con nấu á, tức là gì? Ra bảo gì cái bà bán cá nó giết con cá đó và đem về để con nấu á, thì là người khác làm và con nấu thì khác. Nhưng này mẹ lại cũng éo le đấy cơ, muốn ăn canh cá mà cá tươi, đích tay con là tự tay con làm và con nấu dâng cho mẹ ăn, đem cho mẹ ăn. Mẹ rất thích, tự nhiên gì mẹ rất thích. Mấy hôm nay mẹ rất thích, nghĩ đến nó mà mẹ thèm gì đến rõ cả nước miếng ra. Vì sa di đó cũng suy nghĩ đắn đo, nhưng mà nếu mà ta không làm á thì sẽ làm cho mẹ mình buồn, và ta sẽ trở thành gì? Đứa con gì? Bất hiếu. Sau một hồi suy nghĩ thì vị sa di đó quyết định đi ra chợ mua một con cá tươi, xách con cá đó về gì? Không cho vào túi bóng đâu. Ngày xưa chưa có túi bóng, chưa có túi bóng đen như bây giờ. Và ngài gì? Xách cái con cá tươi đó thì cầm xách con cá tươi đó mang đi trên đường để cho mọi người nhìn thấy thì ngài không có giấu giếm. Và bao nhiêu người nhìn thấy như vậy, mọi người thì gì? Bĩu môi. Người thì bắt đầu gì? Mắng chửi. À đấy, thấy chưa? Mấy năm nay cứ tưởng là gì? Là nó ở chùa về, nó chịu thương chịu khó, nó làm lụng để nuôi mẹ, thì tưởng là gì? Nó vẫn giữ được cái tâm đạo là một Phật, một người xuất gia. Ai ngờ rằng gì? Hôm nay mới thấy nhá, hôm nay mới thấy nó ra chợ, nó gì xách cả con cá to, mà con cá gì còn đang sống, đang tươi, rẫy đỉnh đẹp như vậy. Cho nên á, chắc chắn là gì? Nó sẽ phá giới rồi, nó phá giới rồi mà nói gì? Nó bỏ đạo rồi. Cho nên dân làng người thì dè biểu, người thì ấy, nhưng cũng có người cảm thông. Có người bảo thôi thì bây giờ chú ấy, bác nó về nhà rồi, nó đi làm cả ngày như vậy nó mệt thì cũng phải cho gì? Cho nó bồi dưỡng sức khỏe để nó có đủ sức khỏe nó nuôi mẹ nó chứ, vân vân. Cũng có người họ cảm thông chia sẻ như vậy. Nhưng đại đa số thì họ dè biểu và họ chửi mắng, thậm chí còn có người lấy đất lấy đá để gì để ném ngài, nói rằng ấy, bao nhiêu năm trước gì chúng tôi gì đem tiền của đến chùa để cúng dường nhà chùa để gì để nuôi thầy trò gì, thầy trò nhà chú, thầy trò nhà bác. Bây giờ thì như vậy mới đúng là cái quay cái kim gì trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, vân vân. Đại ý là nói gì, bao nhiêu năm nay ông ấy là giả bộ tu hành vân vân, nay mới thể hiện ra hết tất cả những cái gì mà gì? Bản chất của ông là như thế vân vân. Đại ý là như vậy. Nhưng không ngờ rằng á, ngài không có phản ứng một cái gì cả, cũng không có phân bua, không có phân trần là gì, là đây không phải là tôi thích ăn mà tôi mua về tôi nấu tôi ăn đâu, mà đây tôi nuôi về tôi làm cho mẹ tôi, vân vân. Kể từ đầu, từ chợ cho đến này, cho đến nhà ngài gặp ai, những người ấy nói 10 người thì đến 8-9 người nói xấu, 1-2 người gì cảm thông, nhưng ngài vẫn yên lặng và vẫn gì, vẫn trong tâm vẫn niệm A Di Đà Phật, đi về tự tay ngài gì làm con cá đó. Nhưng trước khi làm con cá, ngài cũng gì, ngài làm, ngài nói cho con cá đó biết, và ngài thì niệm Phật cho con cá đó, và ngài nói rằng á,
thôi đời này kiếp này, đời trước kiếp trước ta với ngươi chắc có nợ với nhau, hoặc là gì ngươi với mẹ ta có nợ với nhau, cho nên đời này kiếp này mày phải chịu cái thân hình như vậy. Nhưng mà thôi nguyện từ giờ trở đi ta tu tập được bao nhiêu công đức sẽ gì, nguyện đem hồi hướng cho ngươi và đem gì giải trừ tất cả những oán nghiệp vô thủy đời trước cho đến đời này giữa ngươi và ta, hoặc ngươi và với mẹ ta, vân vân. Và sau khi làm bát canh cá đó, ăn xong bữa trưa thì đến chiều tối bà cụ kêu là thấy người khó chịu và có thể là gì? Là sẽ ra đi, và dặn con đấy con trai của mình những lời cuối cùng. Và đúng đêm hôm đó thì bà cụ ra đi. Sau khi bà cụ ra đi, ngài lại tiếp tục kết âm chanh ở bên cạnh mộ mẹ để tụng kinh niệm Phật và ngồi thiền nhằm thủ tang gì 3 năm. Sau 3 năm ngài mới quay lại chùa và xin tiếp tục được xuất gia ở trong chùa và tu tập. Và sau khi xuất gia trở lại ở trong chùa rồi ấy, ngài tinh tiến học tập và tu hành. Và không mấy chốc, tức là không mấy năm sau đó, khoảng một thời gian sau, mấy năm sau, ngài được thọ giới cụ túc, tức là lên gì, lên mình gọi là lên đại đức đó. Và tu tập đạo hạnh của ngài bắt đầu gì, từ đó càng ngày càng đi càng tỏa sáng. Và cái ngôi chùa của ngài trụ trì sau này được đặt tên gì là chùa Từ Hiếu. Ngài chính là khai sơn của cái ngôi chùa, vị tổ khai sơn của ngôi chùa đó. Các vị đây là tôi kể văn tắt thôi, mà các vị vào có thể vào đó, hoặc là gì vào đọc cái gì cái lịch sử của ngài thiền sư sơ tổ của cái ngôi chùa Từ Hiếu ở trong thành phố Huế đó. Đó thì chúng ta mới thấy được là đó, tu tập chúng ta cũng không nên quá cố chấp vào một cái điều gì đó, nhưng điều quan trọng là khi làm bất cứ việc gì chúng ta cũng phải có sự suy nghĩ cho thấu đáo. Ví dụ Phật tử hỏi này Phật tử đưa câu hỏi rằng Phật tử đã ăn chay, tu tập và ăn chay từ lâu, nhưng có mẹ già trong bữa ăn thì thường phải lấy thức ăn để dâng mẹ đó, tức là lấy thịt để gắp thịt cho mẹ đó, làm như vậy có bị tổn phúc không? Điều quan trọng này, Phật tử này cố gắng cũng nên tránh sát đi. Nếu mà phải bắt buộc phải sát thì trừ trường hợp đặc biệt như thì mẹ của ngài Từ Hiếu á thì có thể vẫn phải làm. Nhưng còn bình thường á, nếu mẹ vì muốn ăn ngon, bữa nào cũng muốn ăn ngon á mà bắt mình phải sát sinh á thì mình cũng phải nên khuyên mẹ. Dùng kinh nhân quả, dùng về nghiệp báo, nhân nào quả đấy để giảng giải, để giải thích cho mẹ. Nếu mình giải thích không được thì có thể lấy những cái băng giảng nào của các quý thầy á để cho gì cho mẹ mình nghe hiểu và biết sợ đến nhân quả, và tránh muốn ăn gì những cái đồ ngon bổ dưỡng mà liên quan đến gì đến xương máu thịt của các loại sinh linh nhỏ bé hoặc to lớn hơn mình nữa. Đó, đây cũng là một phương pháp. Hoặc một phương pháp nữa là mẹ già bắt buộc gì bác sĩ bảo phải ăn thì mới có sức khỏe, không có thì cũng không đủ sức khỏe, thì mình ra chợ thì mua cái đồ họ làm sẵn, tức là tan tịnh nhục, mắt không thấy, tai không nghe, và không phải gì không gọi điện báo họ giết trước đó, tức là mắt không thấy con vật đó chết trước mặt mình, tai không nghe tiếng nó kêu trước khi gì nó chết ở bên gì bên cạnh mình đó, và mình không gọi điện reng 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 hoặc không thông báo cho họ gì cho cái nhà mổ đó giết cho trước cho chúng ta con gà hay con gì con vịt vân vân để làm cho mẹ ăn, hay con cá. Ví dụ chúng ta không tự giết nhưng mà gọi ra cho cái chị bán hàng cá, chị ơi mua cho gì tí nữa chị làm cho em một gì một con cá chép thật to, chị làm sẵn rồi em ra em lấy để nấu canh cho mẹ em nhá, thì như thế là gì là không được. Còn mình ra chợ mà nhìn thấy con cá họ làm sẵn thì cái khúc cá là mình mua về mình nấu cho mẹ ăn thì vẫn có thể gì gọi là tam tịnh nhục, hoặc là miếng thịt bán sẵn ngoài chợ cũng vậy. Thì cái trường hợp gì như thế bắt buộc phải dâng cho mẹ thì cũng có thể gì có thể được, nhưng mà thay vào đó được đấy, nhưng mà mình muốn cho nó chắc chắn hơn thì mỗi một lần gắp cái miếng thịt đó cho mẹ là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cho đũa vào Nam Mô A Di Đà Phật, gắp lên Nam Mô A Di Đà Phật và đặt vào thì bát mẹ gì Nam Mô A Di Đà Phật, và mỗi miếng thịt như vậy gắp vào bát cơm của mẹ chúng ta được mấy câu niệm Phật? 3 câu niệm Phật. 3 câu niệm Phật hiệu. Giơ đũa ra gì Nam Mô A Di Đà Phật, gắp miếng thịt giơ ra để trong cái khoảng không gian để đưa từ bát canh vào bát mẹ Nam Mô A Di Đà Phật, đặt xuống bát mẹ từ từ thôi thì cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Nhất tâm như vậy
Kinh Vô Lượng Thọ nói là tiêu được 8 vạn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Lấy một gì? Một câu Phật hiệu đó để tiêu trừ gì? Cho cha mẹ. Hồi hướng tiêu trừ cho cha mẹ. Lấy một câu Phật hiệu đó để tiêu trừ gì? Cái sinh tử luân hồi cho cái chúng sinh mà bị mất mạng mà mình dùng thịt họ để nấu cho mẹ ăn đó. Còn dùng một câu Phật hiệu đó gì? Để hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sinh sớm đều được gì? Gặp được danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Khởi tâm được gì? Tin tưởng vào việc gì? Thọ trì đọc tụng danh hiệu Đức Phật A-di-đà sẽ sinh vô lượng công đức, tiêu vô lượng tội chướng. Và nếu đem công đức đó để phát nguyện hồi hướng vãng sinh thì chắc chắn vị đó sẽ sớm được đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Không kiếp này thì kiếp sau, không kiếp sau thì một vài kiếp sau nữa, vân vân. Có niềm dùng cái niềm tin như thế, cái việc làm như thế thì phúc kia sẽ không bị tổn đi mà còn gì, còn được tăng thêm nữa. Đó, đấy là người biết tu đó. Thì tất nhiên đó là trường hợp đặc biệt nhé, chứ không phải đừng có gì, đừng có như một số vị tăng, một số vị ni hay một số quý cư sĩ Phật tử nói này, ta thèm ăn bỏ sừ ra mà còn nói này, lấy cớ đi, ôi rồi ăn mặn nói ngay, còn ăn chay nói dối, cho nên cứ ăn đi. Phải ăn gì? Ăn cho xả láng. Như vậy là sai với gì? Hai cái hoàn toàn khác nhau. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Cái trường hợp của Ngài Từ Hiếu thì khác. Nhưng còn hợp trường hợp này mà có thể là tự ý là mua về muốn cho gì? Muốn cho mẹ mình á, được béo tốt, được xinh đẹp, được trẻ trung lâu dài á, vân vân á, để kiếm tiền, để làm, để mang tiền đến để cúng cho ta, vân vân chẳng hạn. Nếu như ta là sư, như kiểu như thế chẳng hạn, và mua gì những con cá thật ngon hay gì, hay con gà thật ngon hay loại hải sản đặc biệt tươi sống về để dâng cho mẹ luôn luôn như vậy, thì như vậy là gì? Hoàn toàn khác. Vẫn là dâng cho mẹ. Một trường hợp là dâng cho mẹ để tri ân báo ân mẹ, một trường hợp dâng cho mẹ để mong mẹ trẻ, mẹ khỏe, mẹ đẹp, mẹ làm được nhiều tiền để đem để nuôi chúng ta, hoặc là đem để đến để cúng dường chúng ta nếu chúng ta là người xuất gia, vân vân chẳng hạn. Thì đó hai trường hợp chúng ta nhìn bề ngoài tưởng là tương tự giống nhau, nhưng hành động trong cái triết lý sâu xa của nó là khác nhau, khác nhau đến một trời một vực đó các quý vị. Cho nên nếu tâm chúng ta mà thèm ăn thịt uống máu chúng sinh á, mà chúng ta vẫn cứ ăn thịt uống máu chúng sinh hàng ngày, và mỗi khi có ai nói chúng ta nói là gì, Phật có cấm đâu. Và cho dù là tam tịnh nhục đi chăng nữa, nếu chúng ta là người tu hành rốt ráo một đời cầu vãng sinh, một đời cầu giải thoát vân vân đó, chúng ta ngày nào cũng ra chợ, hoặc ngày nào cũng đưa tiền bảo bà vãi ra chợ mua và mang về ăn đó. Đấy là người, nếu là người xuất gia. Ví dụ như tôi chẳng hạn là người xuất gia, tôi vì thèm thịt tôi ngày nào cũng đưa tiền cho bà vãi hoặc cho các chú tiểu đệ tử của tôi ra tiền mua gì, mua đồ làm sẵn, thì đó không còn là phải là tam tịnh nhục nữa. Mà đó là do cái khởi cái tâm tham mà ăn. Thì cho dù mắt không thấy, tai không nghe và không gọi điện trước, nhưng ngày nào cũng như thế, ngày nào cũng như thế, thành cái thói quen. Không có gì, không nuốt rau được, không nuốt gì, nuốt canh không có thịt có cá được, thì trường hợp đó gọi là khởi cái tâm tham mà ăn, cái tội đó có thể gì, sau này chết đi diêm vương ngục tốt thì còn thêm cho một cái tội này gì, gọi là mày thích ăn ngon nhưng mà gì không dám nhận là mày thích ăn ngon, mày còn gì lừa gạt chúng sinh để mà ăn ngon nữa, lừa dối chúng sinh là gì, mày là một bậc chân tu là thế này thế khác nữa, thì gán thêm cho một cái tội đó nữa, thì đáng nhẽ tù một ở trong lao ngục chỉ một kiếp, nhưng này thì thêm cho một nửa kiếp nữa là một kiếp rưỡi cho biết tay đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy cũng phải suy nghĩ cho nó kỹ, cho thấu đáo, và làm thế nào đó thì cũng phải gì? Phương tiện thì Phật giáo Đại Thừa thì phương tiện thật, có nhiều phương tiện thật, nhưng phương tiện nó phải có lý do chính đáng, mà phải phù hợp với gì? Với chân lý và đạo đức cũng như là quy luật nhân quả, có thể thay đổi được nó thì thay đổi cái nghiệp mà chúng ta tạo đó thì mới được. Còn bảo phương tiện nhưng mà không thay đổi được cái nghiệp mình tạo, cái cố làm thì có khi lại hỏng. Thank you.
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.